Theo thông tin mới nhận được từ tờ Bild của Đức đăng tải, Bayern Munich đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Corentin Tolisso của Lyon. Số tiền mà Hùng Sám phải chi cho thương vụ này là 40 triệu euro. Điều đó cũng đồng nghĩa đây sẽ là bản hợp đồng kỷ lục thứ hai của Bayern, ngang bằng với số tiền mà Die Rothen từng chi để mua Javi Martinez. Nguồn tin trên cho biết, Corentin Tolisso sẽ tới Munich trong hôm nay để làm thủ tục kiểm tra y tế trước khi đặt bút ký bản hợp đồng chính thức với sân Allianz Arena. Đây là thương vụ không bất ngờ của Bayern Munich, bởi ngay sau khi chia tay tiền vệ kỳ cựu Xabi Alonso, huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã nhắm Tolisso là người thay thế. Mặc dù mới 22 tuổi, nhưng Corentin Tolisso đã có 4 mùa giải chinh chiến cùng đội 1 Lyon. Ở mùa giải vừa qua, tiền vệ này đã ghi tới 14 bàn thắng và có 7 đường kiến tạo sau 47 lần ra sân trên mọi đấu trường. Thống kê trên cho thấy ngoài khả năng phòng ngự tốt, Tolisso còn là mũi công sắc bén. Corentin Tolisso sẽ là tân binh thứ tư của Bayern Munich trong phiên chợ hè năm nay. Trước đó, Hùng Sám đã có Sigur Gramberny của Werder Bremen, Niklas Süle và Sebastian Rübbi của Hoffenheim. Với việc chiêu mộ Tolisso, xem ra Bayern Munich đã tỏ rõ ý định bán tài năng trẻ Renato Sanchez. Theo tờ Bild, sau khi ký hợp đồng với tài năng trẻ của Lyon, nhà đương kim vô địch Bundesliga sẽ đàm phán chiêu mộ tiền vệ Marco Verratti, người mà huấn luyện viên Ancelotti rất thích khi còn dẫn dắt PSG.